Siêu võ sĩ Oleksandr Usyk sẽ thay Vladimir Klitschko giúp Ukraine thống trị quyền Anh. Khi Boxing Talk công bố bảng xếp hạng 10 quyền thủ mạnh nhất thế giới trong năm 2018, theo tiêu chí pound for pound không kể hạng cân, làng quyền Anh Ukraine có đến hai gương mặt đáng chú ý. Trong đó là Vasyl Lomachenko xứng danh đệ nhất quyền thủ, còn Oleksandr Usyk chỉ xếp hạng 3. Thời của các quyền thủ Ukraine sẽ lại đến sau thời anh em nhà Klitschko. Không phải các quyền thủ khét tiếng người Anh như là Anthony Joshua hay Tyson Fury, cũng không phải là quyền thủ cuồng nộ người Mỹ Deontay Wilder. Những quyền thủ đến từ làng quyền Ukraine, Lomachenko hạng nhẹ và Usyk hạng dưới nặng, mới là những người tạo nên hiện tượng đình đám trong làng quyền Anh thế giới năm 2018. Trong khi Lomachenko củng cố chắc chắn vị trí tối thượng của mình ở hạng cân nhẹ với hai chiến thắng trước Jorger Linares và Jose Pereira, thì Usyk cũng không hề kém cạnh, thậm chí có phần vượt trội hơn khi có đến 3 chiến thắng trong năm nay. Thắng Myris Briedis hôm 27 tháng 1 bằng điểm số sau 12 hiệp đấu, thắng Murat Gasev cũng bằng điểm số sau 12 hiệp hôm 21 tháng 7, và mới đây nhất, thắng Tony Beller bằng knockout ở hiệp đấu thứ 8 vào hôm 10 tháng 11. Ở thời điểm hiện tại, cả Lomachenko đều là những nhà vua có quyền uy tối thượng trong hạng cân của mình. Lomachenko đang sở hữu đai vô địch hạng nhẹ WBA Super, WBO và The Ring, còn Usyk cũng sở hữu các đai WBA, WBC, IBF, WBO và The Ring ở hạng dưới nặng. Kể từ thời anh em nhà Klitschko với Klitschko Anh Vitaly Klitschko từ năm 2008 đến năm 2012 và Klitschko Em Vladimir Klitschko từ năm 2006 đến 2015, làng quyền của đất nước Ukraine mới lại có vinh dự sở hữu những quyền thủ lợi hại đến vậy, có khả năng sai khiến cả hạng cân của mình. Trong khi Boxing Talk điền tên Lomachenko là đệ nhất quyền thủ trong số thập đại cao thủ của năm 2018, thì ESPN đã vinh danh Usyk là tay đấm số 1 của năm 2018, người đã đăng quang danh hiệu Muhammad Ali Trophy đầu tiên của hệ thống Boxing World Super Series. Ngoài ra, cả hai vẫn được đề cử một số hạng mục giải thưởng khác như Võ sĩ của năm do tạp chí The Ring trao tặng, hay Giải Quyền thủ của năm do Hiệp hội Nhà báo Quyền Anh Mỹ BWAA trao tặng. Và đó là chưa kể đến quyền thủ Oleksandr Gorodets, nhà đương kim vô địch hạng bán nặng của WBC. Có thể nói năm 2018 là một năm tệ hại dành cho các quyền thủ Nga. Trong danh sách thập đại cao thủ, thậm chí danh sách mở rộng 20 tay đấm xuất sắc nhất của Boxing Talk, không có một võ sĩ Nga nào xứng đáng có mặt. Sư tử trắng nước Nga Alexander Povetkin đã bị Anthony Joshua đấm gục ở hiệp đấu thứ 7, thua bằng knockout kỹ thuật trong trận tranh đai vô địch hạng nặng của WBA Super, IBF, WBO và IBO. Thua trận này, sự nghiệp của Povetkin xem như đã đi vào ngõ cụt. Tương tự như Povetkin, Sergei Kovalev cũng đã đánh mất cơ hội thứ hai của mình sau hai trận thua liên tiếp trước Andrei Wass, võ sĩ hạng dưới nặng người Nga mừng như mở hội khi biết tin tay đấm người Mỹ đã giải nghệ. Tất nhiên, người Nga vẫn có những quyền thủ giỏi như Dmitry Bivol, hạng bán nặng của WBA, đã thắng đến 3 trận trong năm 2018, hay là Arthur Beterbiev, nhưng hai võ sĩ này vẫn chưa đủ trình để thống lĩnh thiên hạ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Quái thú Oleksandr Usyk gây bão vì chưa thi đấu đã trở thành kẻ thách thức Joshua Wilder và Andy Ruiz. WBO vừa tạo ra một trò cười trong làng quyền Anh hạng nặng khi mới tấn phong Oleksandr Usyk, quyền thủ vô địch tuyệt đối hạng cân dưới nặng người Ukraine, làm kẻ thách thức đai vô địch. Và anh sẽ là người thách đấu kẻ giành chiến thắng trong trận đấu giữa Andy Ruiz và Anthony Joshua. Việc WBO bỏ qua Dillon White để lựa chọn Usyk đang gây ra những dư luận trái chiều. Usyk vốn không phải là một quyền thủ hạng xoàng, anh cùng với Vasyl Lomachenko từng làm rạng danh cho làng quyền Anh Ukraine khi được bầu chọn là đệ nhất quyền thủ, tính theo tiêu chí pound for pound, nghĩa là không kể cân, ở cuối mùa giải năm ngoái. Mỗi người được một trang web chuyên môn của quyền Anh bình chọn riêng. Trên danh nghĩa, Usyk hiện là nhà vô địch tối thượng của hạng cân dưới nặng,
Sau chiến thắng Murat Gasev hôm 21 tháng 7 hồi năm ngoái, anh đã là người sở hữu tất cả các đai vô địch hạng dưới nặng, bao gồm WBA Super, WBO, WBC, IBF và Zerring. Sau đó, anh đã bảo vệ thành công các đai vô địch khi đấm gục Tony Bowler, Anh Quốc, ở hiệp đấu thứ 8 trong trận bảo vệ đai ở Manchester Arena vào ngày 10 tháng 11. Do không còn động lực, Usyk đã quyết định thăng hạng cân, lên đấu ở hạng cân nặng, một quyết định quá mạo hiểm. Ban đầu, anh dự định thách đấu với Alexander Povetkin, bại tướng mới đây của Anthony Joshua, với hy vọng tạo ra một trận đại chiến Nga-Ukraine của làng quyền Anh hạng nặng. Nhưng Povetkin đã từ chối. Sau đó anh lên lịch đối đầu với một quyền thủ người Pháp gốc Cameroon, Carlos Takam, bại tướng của cả Povetkin lẫn Anthony Joshua vào ngày 25 tháng 5. Nhưng mới vào đầu tháng 5, anh đã bị chấn thương cơ bắp tay, buộc phải rời lịch đấu đến vô hạn định. Mà theo như ông bầu Eddie Hearn, cũng là ông bầu của Anthony Joshua, có thể anh chỉ quay trở lại vào tháng 8. Vậy mà đùng một cái, WBO vừa tấn phong anh là kẻ thách thức đai vô địch và được đôn lên là người thách đấu cho cặp đấu giữa Ruiz và Anthony Joshua, bất chấp việc quái hiệp White vẫn đang giữ đai WBO International và nguyên tắc vẫn là kẻ thách thức đai vô địch số 1. Chuyện gì đang xảy ra? Usyk chưa từng thượng đài hạng cân nặng lần nào, vậy tại sao lại có sự ưu ái này? Trước sự chỉ trích của dư luận, người ta nghi ngại rằng ông bầu chung Eddie Hearn đã có vận động hành lang với WBO, qua đó thông đồng với tổ chức này để sớm sơn phết và dựng tượng cho hình ảnh của Usyk, người mới về dưới trướng của ông ở công ty Medroom. Dù anh vẫn đang có một ông bầu riêng là Aegis Kidman, WBO đã phải đưa ra lời giải thích, có viện dẫn cả luật lệ hẳn hoi. Theo như tổ chức này, với việc sở hữu toàn bộ đai vô địch hạng dưới nặng, Usyk sẽ trở thành nhà siêu vô địch khi thăng hạng cân nặng. Sau khi gã mập ú Ruiz gây sốc bằng chiến thắng trước Anthony Joshua, thì ngay sau hôm đó ngày 2 tháng 6, đội ngũ pháp lý của Usyk chắc chắn có sự giật dây của cáo già Hearn đã yêu cầu WBO tấn phong anh làm kẻ thách thức số 1 nhờ vào danh hiệu nhà siêu vô địch. Thực tế, theo điều luật mà WBO viện dẫn, có trời mới biết được luật này là hình thức từ lúc nào. Một nhà siêu vô địch ngay khi thăng hạng sẽ giành được vị thế kẻ thách thức số 1, vị thế mà võ sĩ Terence Crawford từng giành được khi đối đầu với Jeff Horn hồi năm ngoái. Điều luật này qua sự lý giải của WBO vấp phải sự tranh cãi quyết liệt của phía quái hiệp White. Lập luận của phía võ sĩ người Anh rất đơn giản, chính là anh đang sở hữu đài WBO International thì anh mới là kẻ thách thức số 1, và Usyk tuy là nhà vô địch tối thượng ở hạng dưới nặng, nhưng lại là tân binh ở hạng cân nặng. Cũng theo như phía White, Usyk đang bị chấn thương và rút lui khỏi trận đấu xác lập chỗ đứng với Takam. Điều đó là rất bất tiện. Nhưng phía Usyk phản pháo, họ cho rằng quyền thủ người Ukraine hiện đang rất khỏe mạnh. Anh này sẵn sàng thượng đài vào bất cứ lúc nào. Còn White vẫn kẹt trong trận bảo vệ đai vô địch với Oscar Rivas vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Trong khi phía White đề nghị WBO nên tạm chờ đợi cho đến sau ngày 20 tháng 7, khi đã có kết quả trận đấu giữa quái hiệp với Rivas, WBO vẫn giữ nguyên quyết định của mình, đó là một quyết định bênh vực Usyk và ông bầu Hearn một cách quá rõ ràng. Lại một lần nữa, ông bầu Hearn cho thấy những quái chiêu ở phía sau hậu trường của mình, nhưng liệu nó có phải sự thực mang lại lợi ích cho Usyk sau những đau đớn và sự mất giá mà Anthony Joshua từng phải chịu đựng, cũng vì trò mèo của Hearn. Với nhiều người khác, đây thật sự chỉ là chuyện hài, là một trò hề. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Quái thú Alexander Usyk được siêu võ sĩ từng hạ gục Andy Ruiz thách thức ở hạng nặng. Joseph Parker là võ sĩ từng nắm thành tích bất bại 24 trận thắng 0 trận thua cùng đai vô địch WBO trước khi anh thua trước Anthony Joshua và Dillian Whyte. Một trong những lý do Joseph Parker chọn Medroom là vì anh từng hợp tác với công ty này nhiều lần. Medroom có dàn võ sĩ hạng nặng rất lớn, nhưng không chỉ về số lượng, tất cả các tay đấm làm việc cho Medroom đều rất giỏi. Tôi từng làm việc với Medroom và họ đối xử với tôi rất tốt. Theo xác nhận từ bố Parker,
chương trình tập luyện của Joseph Parker hiện tại gần giống như Tyson Fury. Lần gần nhất tôi thấy Tyson Fury là ở Manchester, Parker cho biết. Tyson Fury có thể hình rất lớn, nhưng có cách thi đấu rất tuyệt vời. Luyện tập với Fury chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Fury là tay đấm hạng nặng giỏi nhất thế giới. Dù đã treo găng khá lâu, nhưng vẫn đấu ngang ngửa với Deontay Wilder. Như vậy cũng đủ chứng minh Fury giỏi như thế nào. Các bước di chuyển và động tác né bằng đầu của Fury rất linh hoạt. Trình độ của Fury chỉ có thể tốt hơn thôi. Fury nói với tôi hồi đấu tập với Wilder rằng đây là lần đầu tiên thể hình Fury không ở mức tốt nhất. Tôi nghĩ đó là mấu chốt, kỹ thuật quan trọng hơn thể hình, và tôi nghĩ điều đó là lý do tôi thua Dillian Whyte. Với việc Oleksandr Usyk cùng ký hợp đồng với Metrum Sport DAZN và đang có ý định trở thành tay đấm hạng nặng, Parker cho biết anh rất sẵn lòng chào đón Usyk. Tôi sẽ làm đối thủ đầu tiên của Usyk nếu có cơ hội. Usyk đã quá thành công ở hạng cân Cruiserweight, và đấu với Usyk sẽ là bài thử thách lớn đối với tôi. Parker sẽ trở lại võ đài vào ngày 29 tháng 6 đối đầu với Alex Lepay tại Dustin Donuts Center ở Providence. Về phía Usyk, theo dự kiến anh sẽ đấu với Carlos Takam. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.